Ok luôn em, thì tối nay tôi chơi thử một con game xây dựng nha, thể loại đồ họa pixel luôn, thì nó giống như cái tấm ảnh nền rồi luôn nè đó, thì như hai cái là một đi, thì thể loại nó cũng tương tự vậy thôi. Thì con game này có tên là đây, xây dựng cái ngọn hải đăng này đó đây. Diluvian Diluvian Win thì đây là một con game xây dựng thông thường thôi đó. Thì ban đầu tôi cũng không định chơi nó đâu, tại vì giá nó, thứ nhất là giá nó không có rẻ, thứ hai nó vẫn là early access, mà cái bản là early access này tôi thấy nhiều người đánh giá nó chưa cái đầy đủ nữa, sẽ 6 tháng 1 năm nữa họ sẽ hoàn chỉnh game. Thì tôi vô hướng game rồi, phiên bản nó chỉ là mới 0.5 thôi, vẫn chưa thấy update gì luôn, thì game cũng mới ra mắt vào một hai bữa trước, đã nhận được 50 đánh giá rất là tích cực nè. Đây là do gameplay thì tôi vẫn chưa có thử đâu, coi thì đồ họa khá là đẹp đấy, nên giờ tôi sẽ vô game luôn nha, để tôi coi nhà phát hành này, thì họ chưa có game này cả. Nhà phát hành này thì khá nhiều game luôn, game này thì tôi cũng thấy rất là hay nè, là game mới à, một vài game cũ. Nhà phát hành này nhiều thể loại vô xây dựng là cốt truyện quá đây, chúng ta vô game em, đợi tí tôi chuyển cửa sổ qua chờ nó load game xong đó. Tôi sẽ bật FPS lên coi một tí. Chắc xài cái phần mềm lock FPS quá. Để vô setting thì có. Toàn màn hình độ phân giải cao lên tí. Thử 4K luôn ha. Này thì xác định là dọn dẹp phòng nè. Xác định là bỏ tool nè. Bỏ các cảnh là chạy nền, chạy nền đi. Ngôn ngữ tiếng Anh. Tất nhiên là tôi không nghĩ là có tiếng Việt đâu, nhưng vẫn hy vọng trong lúc mình bấm bấm âm thanh, chắc tôi cho nó lớn lên, điều khiển là bàn phím QWERTY, thì cái này là tốc độ chuột, đưa giảm thấp xuống này, cái này là nhấp nháy và làm màu gánh nền, mà nền thì chắc tôi không để đâu, nhấp nháy cũng không luôn. Anh em đợi tí tôi tắt cái mà giảm giới hạn cái FPS xuống, lại 60 thôi. Rồi ok. Để ở 60 cho nó chạy mượt mượt đấy. Áp dụng thay đổi. Thì hiện tại con game này mới phiên bản B0.5 mà. Thì vẫn chưa có update gì mới luôn, nên hồi trước tôi đã thấy cái bản chơi thử của người khác rồi, vẫn là phiên bản 0.5 như xưa thôi. Thì bây giờ chỉ có một giai đoạn duy nhất là cốt truyện này, thành tựu cũng chưa có luôn nè, comment cho. Thì đi vô thử chế độ cốt truyện này. Đây là cái chương, thì theo trước mắt tôi thấy là có ít nhất là 4 đó, 1, 2, 3, 4 nè. Chế độ chơi chỉ có cái normal duy nhất thôi, nên vô nha. Game thì sẽ có chế độ auto-save, có tín hiệu ở góc phải phía dưới màn hình, thì thấy cái đó thì đừng có lắc. Rồi ok. Thì mưa giông gió giật, có khi là bão sắp vô đó. Cơn gió của Dulivian, chúng ta như đang một cái bến cảng, cái này là ngọn hải đăng nè. Một ông già dạng như một thuyền trưởng vậy, nhìn cái áo nè. Tôi tắt FPS nha. Ồ, làm cái ảnh động đó, một ngày, một ngày mới bắt đầu. FPS rớt rồi một luôn.
Thì tất cả bạn cần để biết về cái chuyến hành trình này, chương không, chương vô rồi. Này, tôi bật cái tool quét luôn. Kéo hoàng cái đã, trong thời gian chính chỉnh. Rồi, ok. Thì cái ngọn hải đăng này là đang rất là tồi tệ. Thời tiết xấu thì liên tục xảy qua nên nó có thể là bị sập bất cứ lúc nào. Thì ông này nó muốn xây lên cái ngọn hải đăng đó nhưng mà ông dễ quá. Thì chờ một cái mà Caravan là cái đoàn lữ hành kế tiếp á, thì có thể họ sẽ giúp mình. Mình quét cái ô này đi cho nó gọn. Thì tốt nhất là đừng đi đâu xa á, cái ngọn hải đăng này còn rất là nhiều việc. Thì có thể là mình là cái con này chẳng hạn. Thì đây là cái thành menu của chúng ta bên phải. Ồ, đồ quà đẹp quá ha. Mình dơm ra ngoài thì thấy được cái cửa nè. Tôi đi dạo một vòng đó. Đi ở dưới còn nữa nè. Wow. Anh em đợi tí. Tôi chuyển cái livestream tôi coi nữa. Trong lúc thì chơi game mình cũng coi cái livestream khác nữa. Rồi, chúng ta tiếp tục. Biển rất là đẹp luôn á. Bật FPS coi nó ổn định không. FPS rất là ổn định luôn. 60 cứng hay 60 luôn. Game này tối ưu rất là tốt á. Mặc dù nó là game 2D nhưng mà tối ưu gì thì cũng phải rất là tâm huyết. Chuông. Bây giờ không hướng dẫn gì hết. Chúng ta thì cần dọn dẹp cái này trước. Thì sau đó sẽ tái chế cái mảnh gỗ lại. Rồi bây giờ thì làm gì hướng dẫn đi. Đây mình có hai con gì nè. Này là sao đó. Có cái đùng rác gì ở đây nữa. Bây giờ là dấu chấm than đây. Thì mình có là sản phẩm là gọng 5 rau mất 5 cá nè. Thì bấm sao tôi chả biết gì cả. Bấm vô con này. Nhiệm vụ nó yêu cầu bên đây là mình dọn dẹp cái công trình xây dựng nè. À, bấm vô cái thùng rác này. Cho đi nó dọn dẹp cái này. Nó còn phải hoàn thành vào tối nay. Chiều nay chứ. Thì nói chung là con này trong lúc làm việc nó sẽ phải nghỉ ngơi đó. Để nó tục mod. Cái mod như cái điểm tinh thần vậy đó. Bây giờ mình có một con nữa. Con này con cam, con này con nâu đi. Thì thấy một cái nhà kính, cái greenhouse nè. Còn đứng vững là cái nhà lá lá ở trên nãy mình nhìn đó. Thì anh niên này thì có thể là thu nhập cái thức ăn nếu mình chỉ định nó vô đó. Vậy là mình ông già này rồi, keeper nè. Rồi sao ta, survivor 101 là gì. Rồi bấm vô con này, bấm vô dấu chấm than. Đây là cho nó đi làm việc ở cái phòng trên này. Nó sẽ end vào buổi sáng. Kết thúc công việc vào buổi sáng ngày mai. Thì cái công việc này của nó phụ thuộc vào cái mấy cái chỉ số là chỉ số này như cảm xúc vậy đó.
mod nào, như anh em mà thuộc mod tăng mod nào chẳng hạn á, thì cái này là nhà lữ hành, thời tiết, nói chung là rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến mọi cái công việc của nó. Rồi, ok. Rồi, vậy là bây giờ mình gán công việc cho nó rồi. Đây là di chuyển Amiga. QE là zoom vào, zoom ra. Ok. Zoom vô đây coi nè. Đẹp quá không? Nhìn nó làm cái khu vườn, cái khung cảnh rất là đẹp luôn. À, bấm vô cái nhà có thông tin nè. Hiệu ứng thì chưa có gì cả. Cái phòng thủ là 1, 2 á. Trừ 5 gỗ để nâng lên cái nhà, lên gỗ mình có 40. Rồi nâng sao? Thì vẫn chưa biết cách nâng. Gỗ mình vượt quá rồi nè. Bây giờ là thời gian ăn uống. Mấy con này gọi là mấy con hải ly quá không ta? Sau khi làm việc thì nghỉ ngơi, nó sẽ tăng cái chế độ hấp cho tất cả mọi người. Cái này là sao? 2 là sao? 4 là sao? Chả hiểu lắm. Con này từ 2 đến 4. Thì có nồi thức ăn này rồi. Nhập food thì food sẽ tiết kiệm hơn. Trộn đồ ăn á, nó kêu mình nấu đồ ăn nữa. Thì mình có thể tăng cái thức ăn đồ ăn lên cho nó tăng chỉ số mod này lên rồi. Bây giờ tăng cho. Mình chỉ có gạo thôi, còn cá nhưng mà sâu không có. Cá không, sâu không. Gạo mình có 50, cho nó 20 thôi. Hai con mới còn 10 được. Này là sao? Đây, được 5 gỗ. Mất 30 thực, như trung bình mỗi con là 15 thực phải không? Cái này là cái gì? Người hai hiệu ứng là trừ một gió tục ba cảm xúc, tục hai cảm xúc, trùng trùng một năm gì đó. Giờ mình nét ngại đâu đây phải không? À, nó dạng như cái đồng hồ nhưng có 40 tên á. Thì ngọn hải đăng luôn luôn cần phải sống bằng cái ngọn lửa này. Lửa này thì tất nhiên là tốn nguyên liệu. Rồi, ok. Thì mình có thể thêm bớt gỗ vào đây để giữ nguyên liệu thôi. Khoan thêm sao? Mình có 50 gỗ rồi. Mình chỉ thêm được 10 thôi. Bây giờ mình đang ở mức này nè, mình thêm 10 nó vô thì nó vui ống nè. Thì cái nhà lữ hành sẽ sớm đến tìm đến chỗ này. Mình có hai con nè, con vàng với con nâu. Bây giờ làm gì nữa? Bây giờ là rạng sáng nè, sáng trưa là chiều tối nè, coi như là 4 buổi đó, mỗi buổi một công việc. Bây giờ mình nét qua ngày ngay đi. Mỗi lần mình bấm cái mà nút play đó thì nó nét một ngày. Thì nó chưa có yêu cầu gì, mình có hai cư dân nè, đây là tài nguyên của mình rồi. Ok, nó tổng không cái đó là không kê là hết một ngày thôi. Thì bắt đầu nhiệm vụ vào buổi sáng đó, đang mũi tên này đang chỉ vào buổi sáng nè. Sao tôi nghe tiếng nhạc nó loạn lạc hết vậy anh ta? Để nó lâu hết này.
Mình sẽ xây một cái bàn cắt gỗ. Rồi ok, xây đi. Thì sau này có thêm cái kỹ năng mới, mình sẽ xây mấy cái mới. Con này á, à, vô đây. Nó có là con xanh dương, xanh dương nó chuyển qua xanh lá rồi thôi đó. Tôi nghĩ là sang ngay đây luôn đi. Mình cảm giác là bền dưỡng tí. Có đít. Rồi, tới khu này muốn làm gì? Bùi một cái kho chứa thực phẩm. Rồi. Cộng 23 gỗ thật. Con nãy xây máu vậy? Tốn 5 gỗ nâng cấp mà tôi vẫn không biết làm sao. Phòng này thì sẽ cho ra 20 cái gỗ cùng. Vì là xây xong rồi đó hả? Thì nó tiếp tục kêu mình nét qua ngày mới nữa nè. Rồi đi ăn đi. Đây là cái trạng thái cảm xúc của nó, màu đỏ. Thì cái con này là không có sức khỏe thì sẽ tự động mà hồi phục vào cái mà sau một cái ga làm việc. Thì nói chung là 5 con thì từ trái qua phải đi. Thì chủ yếu cái màu nó xanh lên dần á. Rồi ok. Đó, người xanh rồi. Ok, cho mấy cưng ăn ngon luôn. Nhưng cho nó ăn nhiều quá cũng không tác dụng gì. Không được á, 30 mới đủ hả? 30 mới đầy được cái hũ này. Kiểu này là lãng quạng một hồi nó chết đói luôn á anh em ơi. Rồi đi ngủ đi. Đút lửa. Thì lửa nó đã tụt 10 rồi. Một cách thông minh để tiết kiệm nguyên liệu. Rồi. Không nên lãng phí gỗ ngày hôm nay tại sao ta? Thì do thời tiết nên do gì cái lửa của mình là trên này nè. Còn cái bên trái này là cái cư dân gì đó. Rồi hết ngày đi. Hiện tại mới 2 ngày thôi. Tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Một ngày mới là bắt đầu. Thì nói chung cái chương không này tôi nghĩ nó vẫn là đang hướng dẫn làm quen á. Nó yêu cầu gì mình chỉ bấm vô cái đó thôi. Đây đây đây. Có đồ thư nhân lại nè. Ngày thứ 3. Thì hôm nay là lửa trừ 2 côn trùng cộng 5. Họ có thể là ở đây đi vài ngày. Mà mình bắt đầu bóc lột sức lao động của mấy con đó nè. Gì đây? Chúng ta thì có hai cái chỗ trống cho những khách ghé thăm. Bắt cả hai đằng luôn được không? Xem. Rồi. Bye bye. Chúng ta có một con trắng và một con nâu nữa. Hai con này mình bốc hộ có được không ta? Bắt nó làm việc như một cu ly luôn. Thì mỗi con là cái thời gian nó ở đây nè. Khi hết thời gian này nó sẽ rời đi. Rồi đâu hết rồi. Đây à. Rồi qua ngày mới thôi.
có một con gấu ở xung quanh đây. Thì gấu tìm được côn trùng hả? Làm sao? Bấm vô con nào? Bianca hả? Tên nghe nữ tính quá vậy. Cộng 5 côn trùng. Mất 2 thép. Thép mình làm gì có miếng nào đâu. Bây giờ cho nó đi bắt côn trùng thì mất 15 gỗ. Bên phải đây. Mấy cái nhỏ nhỏ xài bên phải quá. Rồi tới con này muốn gì? Thì nó có thể sản xuất và ra cái rau củ quả. Nó phi gieo hả? Làm sao mình biết con nào có đặc điểm gì ta? Rồi. Không không không. Con này nó có cái bàn tay là cái hiệu ứng của nó đây nè. Nó là cái phòng rau củ thì cộng 3, cá cộng 3, gỗ cộng 3, côn trùng cộng 3. Thì mình có thể gán nó vô một trong hai cái nhà này. Cả ba nhà luôn. Nhà nào nó cũng làm việc được cho nó. Con này đa năng phết á. Thì bây giờ tôi là thiếu côn trùng nên dắt nó đi làm côn trùng. Rồi nó bắt đi làm cái này rồi, không cho chọn cái khác. Rồi còn lại Morgan. Morgan là tự nhiên. Morgan đi chặt gỗ. Thì mấy cái cư dân của thành phố này có rất là nhiều loại khác nhau. Thì một số loại thì nó sẽ ưu tiên đặc biệt cho cái khác đó. Có kiến thức để cho cái kỹ năng bùi các loại phòng khác nhau. Thì tất nhiên thì nó cũng có là cái kỹ năng nó phù hợp riêng nữa. Như con này là hợp với cây gõ nè. Thì nói chung là mình phân biệt theo cái đặc tính của nó. Bây giờ là xong hết việc đúng không? Ngày mai thì cái phòng rau củ trừ đi, cái phòng côn trùng tăng lên. Tôi nghĩ ngày mai là xây thêm bông côn trùng. Rồi giờ cái giờ thu hoạch. Bây giờ này giờ nó ăn. Này tới 3 đứa lận, 4 đứa lận. Thì con này 2 ngày nữa đi à. Đây là cái quyển sách nấu ăn của mình nè. Thì mình vẫn chưa có cá chứ sao, mới chỉ có gỗ thôi. Hết nồi rồi. Ăn sạch thực phẩm luôn. Đáng lý con ăn 15. Nhưng mà mình nghèo quá. Thông cảm. Hôm nay là cái ngày gì đó? Ngày mai thì lửa nó trừ. Rau nó cũng trừ nhưng mà côn trùng nó lại cộng. Ngày mốt thì có thể bắt cá nè. Rồi ok. Thì chúng ta coi được 3 ngày kế. Còn này thì Evelyn thì ngày mai nó đi rồi. Bianca ngày mốt. Nhìn nó đây. Con này con dự luôn quên tên đó. Thì bây giờ mình có thể lựa chọn cho nó. Một trong hai lựa chọn nè. Nó đã buồn cái vài thứ rồi. Thì cái gì nó hữu ích cho cộng đồng. Tôi nghĩ cần đồ ăn hơn. Tại nãy là mình cho nó ăn hơi thiếu. Rồi bị đỡ ấm đói. Rồi còn gì nữa không? Không có gì thì tới ngày mới. Thank you.
Tôi chưa kịp đọc nữa. Bây giờ con này nó yêu cầu cái gì? Hôm nay côn trùng cộng 5 mà không có gán đứa nào vượt vô nó. Đây nè, côn trùng cộng 10 nè. Không lẽ mình cho nó đi làm thực vật tiếp? Nó đi đúng củi à? Nó bắt buộc luôn. Muốn thay đổi cũng không được. Củi cộng 28 nữa thì nó tràn ra luôn rồi. Đó, con này đi bắt côn trùng đi. 23 côn trùng luôn. Cái nhà kho của mình có vẻ hơi ít á. Ủa, không có đứa nào đi làm thực phẩm này được á? Khoan 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 khoan. Nó có cái chế độ mà trên mặt đất nè. Hoặc là sau này có dưới nước nữa phải không? Kìa. Có cái nhà gì nè. Cái này là có tính trên mặt đất không ta? Hay là trên cao? Bây giờ nó chỉ có đi gỗ thôi. Tôi muốn cho nó con nào lên đây làm này chứ gỗ nhiều quá rồi. Gỗ nhiều quá thì nó bắt buộc chỉ định này. Thôi cứ làm cho nó đi. Xong cái ngày 1 đã tính. Giờ gỗ còn 56 mà. Đồ ăn thì có 26 rồi. Gỗ đâu quá thừa rồi, tối nay đốt ngọn hay đâu. Ngày mai Berlin đi rồi. Rồi mình có thể là thêm cái côn trùng vào cái menu của mình. Mỗi cái gì đó có sẽ hiệu ứng khác nhau nữa. Thì bây giờ mình thí nghiệm à. Nó ra được cái món thứ ba nè. Rau luôn thì nó ra được món nào dưới này nè. Thử coi. Mất 3 thép, thép đâu mà mất. Chỉ nấu được một lần thôi. Ngày mới. Gỗ thì mình dư rất là nhiều luôn. Thời tiết hơi xấu tí. Này, mình vẫn còn dư một gỗ nè. Thì nói chung mấy ngày đầu là nhập môn thôi, gần đường từng rồi nè anh em ơi. Tới ngày thứ năm là thứ sáu rồi đó. Đây, có xe mới lại. Mấy ngày kế là trời mưa nhiều lắm. Chúng ta có thể bắt cá đúng gỗ thôi, côn trùng thì ít hơn, lửa ít hơn luôn. Tôi nghĩ là hôm nay là xuống dưới nước được rồi đó. Thì một con game xây dựng thì luôn luôn đánh vô cái yếu tố là cân bằng tài nguyên thôi. Mình còn trống một chỗ nè. Con BNK này mình đuổi nó đi được không ta? Đây cá, đây cá đây. Thì chúng ta rất là cần một cái mà nhân viên nào có thể xuống nước được. Bắt lượng dịch này luôn không? Đó, có cái nhà bắt cá này. Mình thì phải nâng cấp cái mà cái ngọn hải đăng này lên. Nếu mà tăng theo cái lượng nhỏ gì đó. Thì cái kho lượng gỗ của mình thì nó quá nhỏ đi. Đây. Bây giờ làm cái gì? Morgan. Morgan này làm được cái gì cơ? À, mình có thể xây thêm được một cái căn nhà. Tức là tuyển được 4 nhân viên đúng không? Xây đây đây.
Ủa, có Bianca có hiệu ứng gì mới nè, cũng xây được cái mới nữa. Côn trùng thì mình nghĩ không là nhiều đâu, mấy ngày tới nó rất ít. Cho nó đi lấy cái này ngon hơn. Bữa nay là cá cùng năm. Đây 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 đây. Nó có thể xây được cái nhà thịt. Chữ thịt. Hoặc là xây được cái nhà cabin, nhà bắt cá. Còn không xây ở dưới này được hả? Tôi nghĩ là nó ở đây chứ. Ok, chúng ta có thật khá nhiều, được một cái nhà mới và một cái khu cá mới. Bắt đầu cho ăn, tôi cũng đói bụng rồi đó. Thì mình nãy có món này rồi, món này là tôi sẽ thử món mới đi. Đây đây đây, món đó hình như đây nè. Được 5 gỗ nữa, trừ 3 thép. Thép thì tôi nghĩ là chưa có nhiều đâu. Cái này là gì? Dầu hả? Lụa hả? Ăn no quá hả? Gỗ thì chắc đôi tiết kiệm thôi, tại vì đủ còn ngày nữa. Biết đâu ngày mai mình xây công trình gì đó mình cần gỗ nữa. Đây, nhà gì đây? Thì tai nạn thiên nhiên nó sẽ lên bên level 2 chắc bảo vô á. Lửa trừ 2, tăng được cái sản lượng cá gỗ ra thép. Tăng sản lượng cá, mình tập trung vào hai cá đi. Sắp tới bảo rồi anh em ơi. 2 ngày nữa. Nếu bạn thay đổi ý định thì có thể nít nít cái nút này để cho nó làm gì khác. Thì thời tiết thì không tốt lắm. Thì sẽ có một cơn bão vào 3 ngày tới. Nó có nguy hiểm như những con sóng có thể gây sập nhà. Sập cái ngọn hải đăng của mình. Thì những cái phòng ở tầng dưới mặt đất thì dễ bị ảnh hưởng bởi cái cơn sóng nha. Thì cần phải gia cố cho nó. Rồi ok. Vậy mơ mốt xây mấy công trình nào mà dễ gia cố ở tầng dưới là được. Này là sao? Đó thì khi nào gặp cầu vồng thì cái ngày thời tiết nó sẽ tốt rồi, xây dòng vậy thôi. Bây giờ mình được chủ động nè, mình phải xây cái khu đó. Tôi nghĩ con nào cho nó xây cái đó hợp lý. Ôi còn 15, ôi thì hiện tại chưa cần. Tôi nghĩ là nâng cái nhà gỗ rồi đi. Hoặc là cái nhà cá bên trái qua phải đi, thì có thêm nhiều máu hơn nữa. Máu của nhà tính sao, thì giữ lửa cho tới ngày chín. Bây giờ mình nên nâng tiếp hay là con này có thể xây được cái nhé? Không 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 cần. Con này chó đi thu hoạch đi. Côn trùng mình còn có 3. Cho đi thu hoạch cá. Con này hiệu ứng bắt cá là 3. Khoan để tôi coi con kia ơi. Con này. Cái này nó có tác dụng gì không ta? Hay là chỉ để xây thôi? Xây cái kho thực phẩm. Cái này hay ô lắm.
Con này chắc cho đi làm việc. Ngày mai đi mình thả gia cốt. Mình cho nó đi bắt cá hay côn trùng ta. Côn trùng thì được 30 con nữa. Bia cộng 5, gata cộng 7, sa tiếp cộng 7. Gata tao le là cái gì ta? Không hiểu cho lắm. Thực phẩm thì không cần đâu. Gỗ thì đang bảo trì mất rồi. Nên chắc tôi chở đi bắt cá đi. Ok, xong việc. Sau này mình có mấy con gì hết ta? 1, 2, 3 cái nhà cần gia cố nè. Tôi quên tính thực phẩm coi mỗi ngày cần nhiêu con đó. Ngày mai con BNK nãy đi rồi. Còn lại cái giải Oscar với cái đàn Morgan điện tử này thôi. Chúng ta có món mới. Bởi vì có 10 con cá này. Nên không ta? Không, mấy thằng này sắp đi rồi, bảo tới nó đi rồi không cho nó ăn ngon đâu. Cho nó ăn mấy món này thôi. Còn 10 gỗ là cho luôn đi. Ngày mai mình sẽ khai thác gỗ. Và gia cố, chết là gia cố không kịp rồi. Gọi thiếu người nữa chứ. Chết tôi gọi. Giờ còn có hai đứa à. Gì nữa đây? Tất cả cư dân thì cộng hai gỗ đi. Tôi đang cần gỗ. Ông đó đâu rồi? À, ông đang xuống nè. Gỗ đâu mà gia cố? Thôi chết rồi, thiếu gỗ quá rồi. Hai đứa chặt gỗ luôn mới được. Còn thằng này thì chắc đi bắt sâu thôi. Sâu cái này để giảm nữa, nên cho nó đi bắt cá. Hoặc là trồng rau. Cá đi. Ngày mai sập nhà không ta? Ngày mai tôi không thể gia công kịp rồi đó. Có gỗ thì hy vọng ngày mai gia công kịp này. Còn không kịp thì sập thôi. Nói chung là chương không ép buộc mình để làm gì vậy? BNK mai đi vậy? Này gỗ nhiều lắm, em thoải mái. Dầu quen tay bấm nhanh hơn đó. Đừng nha. Tuyển dụng lao động mới có ai không? Dầu thì mình chưa có dầu nên chưa cần. Này xây được cái kho nè, bắt ba đứa luôn chứ. Hello, hello. Chứ chấm hỏi gì đây?
Cho mỗi đứa 5 thực đi. Ủa giờ tụi nó không đi làm hả? Ê ê ê ê. Cầu trời khấn Phật gì nó không nổi. Cơ hội cuối. Đây cơ hội cuối để mà gia cố mấy căn phòng nè. Rồi ok. Chết khụ rồi, không có gỗ rồi. Cái này cần tới 25 gỗ rồi. Nên chỉ gia cố được hai căn này thôi. Nãy tôi xây cái nhà này sớm á, nhà này nó tốn nhiều gỗ quá. Cá nhiều nên hôm nay cho lấy gỗ đi hoặc là lấy rau. Tôi nghĩ lấy rau vẫn hơn. Bây giờ sập mất cái nhà mà cái kho lương thực của mình này, nãy cái gì không xây kho đâu. Cho tụi nó ăn cái món mới mà được công 4 thép nè, mất một dầu. Wow, thì ngày mai trời đẹp rồi cho luôn rồi, cầu chúa thôi. Vị trí có cầu chúa là nó đừng có sập thôi. Gì mà thấy ghê vậy, thổi tù bà. Mặt trăng đẹp phải không? Trời ơi làng của tôi, một căn bể là hai căn bể, ít nhất là hai căn này bể đó. Cái kho lương với lại cái nhà này trên rồi. Cái này là thằng Aquaman nó phá. Tôi thấy méo nào bình thường mà nó sập được gì. Rồi to rồi. Mày đang xếp à? Xếp chưa có icon nữa, nó dùng cái chữ xếp in luôn. Đó. Chúng ta sang một ngày mới. Hôm nay một ngày đẹp trời duy nhất. Cái chuyện gì đây? Rồi, mỗi đứa lấy 10 gỗ đi, tăng 3 mod. Ở đây làm việc bay. Bây giờ muốn cái game có tốc độ nhanh hơn thì có thể tích vào cái auto keep. Tại sao ta? Thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ nó tự động qua ngày luôn, mình không cần phải bấm nữa. Đâu cái auto keep đâu, đây phải không? Nó không hiển thị nên tôi chả biết. Giữ lửa cho đến ngày 9. Hôm nay ngày 9 rồi mà. Ít kép không có ra được. Là mấy con này nó ăn cái gì thì nó cộng hiệu ứng cái đó thôi. Bây giờ mình cần gỗ. Cái kho thì chưa cần sửa đâu. Giờ thu nhập tài nguyên đó. Cá nữa thì 41. Lấy côn trùng đi. Dọn cái này thì lấy 15 gỗ à. Không, gỗ nhiều lắm.
Mình hiện tại chưa có gỗ để vui hai cái này, nên con này do nó đi hai gạo. Rồi cho ba con làm việc thôi. Có món gì mới lạ tí nữa. Đây, mỗi loại 10 cái này. Rồi cái món này nó chỉ tăng cảm xúc thôi, còn lại mấy hiệu ứng nó tục hết. Rồi chúng ta đã xong cái chương không, gọi là cái chương hướng dẫn đầu tiên. Mình biết cách phòng tránh cái cơn bão thì cứ 10 ngày là một chương hả? Thì biển cần được dọn dẹp. Thì giống cái game mà gấp hay là cái game mà Haven Dot, Haven Dock. Góc nhìn thì rất là đẹp. Biển sẽ mang đến những món quà cho chúng ta, nó rất là nguy hiểm thôi. Thì tôi nghĩ là chắc bui cái đường hầm ở dưới đó, để mà bui cái tàu ngầm dưới đi dọn biển đó. Cần phải xây một cái cảng ở đây, cái dạng như cái câu móc của mình nó bị gãy vỡ đó. Giờ mình sẽ gia cố cái đó lên, trừ hai lửa cộng năm cá. Bây giờ mình rất cần gỗ nè, ngày mai thì có người đến rồi, gỗ mình rất ít luôn. Nó cho mình 10 cái gì nè, mình mất có 5 gỗ à. Không biết được 10 cái gì luôn. Rồi, bây giờ chúng ta dọn dẹp, một đứa đi dọn dẹp đi. À đây, mỗi con nó có cái số dưới này nè. Giờ nó mới để ý thấy. Đó, nó có số 1, 2, 3 nè. À, bấm theo cái số bàn phím á. Thì con này dắt cho nó dọn dẹp. Dọn cái này đi. Thì mình cần gỗ. Gỗ luôn. Thằng số 2 này nó có cái nút hồi nãy nó báo có cái nút hồi gì đó, là cái nút hồi đó đâu ta? Thằng này thì nó lấy gỗ uổng à, nó lấy gỗ trừ 5 gỗ với 3 gỗ nữa, nó đụng vô là mất 8 gỗ mình luôn á, nên tôi không muốn cho nó vô đây, mà tôi cũng không biết nó hồi lên sao. À đây 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 đây, thằng số 3 này nó có cái hiệu ứng cũng gỗ trừ luôn, do nãy nó ăn cái đó, nhưng mà mấy cái khác thì nó lại cộng, cá thì nó lại cộng, rau nó lại cộng. Cá nó trừ á. Thằng này không làm được với gỗ à. Mấy cái này có ý nghĩa gì không ta? Thằng ba này hồi lại luôn đi. Để tôi coi kỹ rồi. Cộng 24. Cộng 21. Cộng 21. Cộng 15. Cộng 15. 15 hết. Đi cho này đi dọn dẹp. Số 3 đi dọn dẹp. Số 2 đi lấy gỗ. Số 1 lấy gỗ luôn. Số 1 đi bắt côn trùng đi. Rồi ok. Giờ đi ăn. Bây giờ còn món nào mới lạ tí không?
thử món này. Trừ 3 gỗ. Món này có y chang món kia không? Shopping. Thì chủ yếu cái món ăn đó là mình chuẩn bị vô cái ngày hôm sau. Bây giờ mình chưa có xây xong cái nhà nữa. Mình còn một chỗ trống. Con này ở 4 ngày nè, nhưng mà ở lâu quá thì nó lại tụt mod. Nhưng mà nó xây được cái ngôi nhà nữa. Tôi nghĩ bắt con này vẫn hơn. Mình có thể thay thế con khác được luôn nè. Ngon. Chuyển con này thôi. Chưa cần thay. Này gì đây? Thay độ lồi lõm gì nữa đó. Cái nào mod cũng trừ 3 chứ. Bây giờ một con đi dọn hả? 26 23 20. Vì con này đi dọn. Con này đến mới nó chưa được ăn cái gì hết. Tôi cần một đứa đi bắt cá. Này bắt cá. Tôi cần một cái nhà kho nữa. Sẽ kiếm một con nào đó để qua cái nhà kho. Greenhouse mình có rồi. Cho nó đi gia cố đi. Thời tiết ngày mai làm sao ta? Thời tiết ngày mai hình như vẫn là mưa nữa. Này làm sao? Món mới, món mới. Món 20 cá là thử luôn. Vào. Trừ 5 gỗ, trừ 5 thép, trừ 1 dầu. Nhưng mà tăng được một cảm xúc. 10 cá luôn nè. Ngày mai là cái ngày 10 cá thì cũng được. 10 gỗ thôi. Mình phải nâng cái nhà kho lên cho nó thoải mái tí. Thì một ngày nữa nó mới tới. Chết rồi, hai con nãy đi rồi. Hết ngày nó mới đi. Thì cảm xúc kém. Cảm xúc kém mà. Bây giờ cá với rau, cần cá với rau. Một con xây hai cái nhà nữa. Con nào xây nhà được đâu. Đây. Thôi cho nó xây nhà kho đi. Ủa nhà này đâu phải nhà kho. Ừ nhà kho đúng mà. Được. Xây được nhà kho là ngon lắm. Hết gỗ rồi. Hết gỗ rồi đi làm gỗ. Còn 21. Cũng 21 luôn. Cho này đi bắt côn trùng. Tôi muốn cho nó mà gia cố một tí đi. Mình hết gỗ rồi cho nó đi lấy gỗ.
Ngày mai xây một căn nhà. Ngày mai là nó tục mod, nhưng mà nó cũng đi luôn rồi, nên cháu an tâm lắm. Thì ngày mai tôi nghĩ xây thêm, gia cố thêm nên chắc từng cần gỗ á, coi cái đồ ăn nào nó có gỗ không. Đây, ăn đơn giản rồi đi. Ăn rau được rồi, nghe bay. Rồi, cho nó đi vòng vui vẻ đi. Có 5 gỗ à, không thấy dùng gì mấy. Cái kho của mình lên được 55 nè, đỡ hơn tí nè. Giờ đang làm gì ta? Có cái gì nè? Trời ơi, không có đủ rau. Khá là đáng buồn. Một cái sự kiện ngẫu nhiên mà không thể nhận được. Game này nó thiếu phần âm nhạc nha. Ngày mai thì xe lại. Ngày mai thì hai ngày nó đi rồi. Mình sẽ cố gắng xây một căn nhà nó tăng cái hiệu suất lao động lên. Đến nào xây được nhà đâu. Xây nhà thì tốn 30 gỗ luôn. Tốn 30 gỗ để gia cố cái này. Con này làm việc 31. 31 luôn. 28. Côn trùng vui rồi, cho nó gia cố nhà côn trùng đi. Này thì đi lấy gỗ, nhà lấy rau. Rồi ok. Thì ngày mai vẫn phải cần gỗ nên cứ ăn rau thôi. Chừng nào có bão nữa ta, nãy ngày 9 là bão. Rồi. Thì nếu như nước á, thì nó dưới, còn cái bão này thì chắc ở trên. Nên phải gia cố mấy tầng trên. Bây giờ hai đứa kia đi, mình có hai cái chỗ trống. Xây được cái nhà kho. Đây đây đây, xây được cái khu vườn nè. Rồi ok. Chúng ta có hai cái cu li mới. Cái này là sao ta? Nó có khi đánh vô cái nhà này của mình không? Mình dám hỏi gì đây? Không cần mod đâu, cần gì con 10 á. Tôi chả biết được cái gì luôn. Hai chục gỗ, 25 gỗ, 28 gỗ. Anh liền đi lấy gỗ đi. Mười bảy gao, 15 gá. Nó xây được cái gì không ta? Cái này hai tầng nên tôi nghĩ nó để nó trên đi. Vì chả biết cái cản là cái gì luôn. Còn thằng số 3 này.
Hôm nay nó ăn cá với ăn sâu được rồi. Chắc tôi gia cố cái nhà cá rồi. Gỗ còn 40 hả? Ngày mai thì vẫn phải cần gỗ thôi. Nên tiếp tục mà. Mỗi món sâu này ra gì ta? Bọc dầu à. Cho nên dầu thì có thể dùng dầu đốt lửa này, không cần gỗ được không ta? À đây nè. Mình có thể dùng giấy hoặc là dầu nè. Không, ngày mốt thiên tai rồi. Trời nắng thì rau cũng tăng nhiều, mấy cái kia tăng ít. Cho luôn 20 luôn. Game này thì tính ra cũng không không quá phức tạp, chủ yếu là cân bằng tài nguyên với tính toán. Xe lại hàng này nó đi. Ba chục gỗ mới gia cố được. Ngày mai thì gia cố lần cuối. Bây giờ mình gia cố này đi. Gia cố này thì không lấy gỗ được. Cho hai thằng đi làm gỗ luôn. Nhà món neo là nhà gì? Thư giãn để tăng cái mod à? Đây. Thì mấy con là thuộc mod quá thì cho vô đây. Cái nhà này hơi phí nhỉ. Đó đi vô đây với cho nó ghét mà ngày mai nó lên thuyền nó đi. Con nào ngày mai nó lợi ta? Đây này ngày mai còn lợi. Mai này nó đi rồi, nhưng là không cần thư giãn, thư bổng gì đâu. Đi cho nó đi hái rau. Hôm nay trời nắng, hái rau rất là tốt. Đó, 64 gỗ rồi đó. Tối nay thà hồ mà đốt. Món mới. Tăng được một cảm xúc. Mất một dầu vậy mà ba thép. Mất ba lửa. Ngày mai nữa thì xe nó mới lợi. Cái này gì mà vẫn không đỡ nổi hả ta? Rồi chưa. Khoan 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 khoan. Cái con này hồi lại cái đó. Tôi coi con nào mà thu nhập ít nhất. Thì hôm nay là chỉ mất 3 lửa thôi. Nên con nào hiệu sức thấp thì cho nó đi gia công. Nước một tầng à, không sao hết. Không xây cái này thì không đủ. Bắt bỏ hả?
Dầu sôi lửa bỏng đi bắt bọ hả? Rồi ok. Thì đợt này là phòng tránh đường tí rồi đó, mất một lớp kiên thôi. Không có sập hẳn cái căn nhà như nãy. Thì ngày mai là ngày mới rồi. Món này thì chưa biết nó nấu làm sao. À, mỗi cá thôi nấu được món cá nè. Phòng 3 thép. Cơn sóng nhẹ nhàng, tất cả đều đã được phòng tránh. Người chắc là qua chương mới rồi đó. Ngày 17. Ủa vẫn chưa nữa hả? Xe tới rồi. Thì ba thằng nó đi hết luôn. Tiễn ba thằng cu ly mới vô. Bây giờ mình hết cá, hôm nay là ngày mới. Tất cả mọi thứ đều không năm hết. Nên do một thằng lấy gỗ, một thằng lấy cá. Ngày mai thì bắt côn trùng. 25, 15, 20. Thằng này bắt côn trùng ngon nè, bắt cá ngon nè. Thằng đầu bắt cá, thằng hai đi lấy gỗ, thằng ba đi lấy gỗ luôn. Món mới, hôm nay chúng ta sẽ thử món mới. Đây. Tăng một cảm xúc, mất 5 gỗ. Mất 5 gỗ thì ngày mai không gió làm gỗ nữa thôi. Mình còn 39 gỗ. Thì con Enona còn ở lại lâu. Hai ngày nữa là bắt côn trùng nhưng mà khó trồng rau nên bữa nay tranh thủ trồng rau đi. Hết rau nè. Hôm nào thời tiết xấu á, thì mình cho nó đi ra công. Có con nào bui nhà được không ta? Không có con nào xây nhà được à. Thì cái này nó chỉ tăng thực thôi. Cá có nhà không cần xây nữa đâu. Đứa đi hay gào. Côn trùng thì mai bắt. Cá đúng rồi, một đứa bắt cá nữa. Thằng còn lại chắc sửa chữa đi, sửa nhà đi. 1, 2, 3, 4 cái cần sửa rồi. Cái này tới 30 gỗ luôn hả ta? Chắc chúa gì vậy? Ngày mai sẽ cần gỗ, cần rất nhiều gỗ đi sửa nhà. Thử món mới luôn. Cá gỗ, món này được à. Hai gỗ một cá là món ngon á. Nó mất một dầu thôi. Hai thôi, ngày mai hãy kéo xe lại. Mình bơm lên vô bao nhiêu á thì cái xe nó đi đến càng nhanh.
cái ngọn hai đăng nó càng sáng thì xe đến càng nhanh. Chút mắt vẫn là thiếu gỗ. Rồi sắp tới dòng giao không được nè. Côn trùng thì nhiều quá. Mình xây thêm cái kho lương không ta? Không đủ. Sao gỗ mình nó lẻ vậy? Ngày mai là thục giao. Thục giao thì mình cần gỗ không? Món mới, món mới. Mất ba gỗ, lựu đạn á. Đang cần gỗ à. Cần gỗ thôi, không cần mod đâu. Ngày mai tụi nó đi hết đứa. Một đứa hay hai đứa gì mai đi luôn. Thì một cái thôi, chữ gỗ rồi đấy. Rồi được rồi. Tôi vẫn chưa lên được cái bước là lấy giải mà dầu nữa. Chết thì bảo tới nữa rồi. Con này xây nhà được không? Với một cái nhà kho được. Gấu thì nó lấy được côn trùng nhưng mà trừ hai thép, tôi nghĩ con này nó farm tài nguyên hơn. Côn trùng bây giờ chưa cần. Tôi muốn xây cái nhà này. Những nhà này đảo à. Đây 120 gỗ nè. Xây cái nhà câu cá. Cái nhà này có thể nào nâng cấp được không? Làm sao để nâng cái level của cái gum lên được ta? Mai ha, sửa nhà này. Bây giờ mình không, cái nhà mới này chưa cần nữa, tại xe mới vô à. Tăng được 15 gỗ. Nên đầu tư không ta? Đầu tư luôn. Không lấy gỗ à. Thì ngày mai mình farm gỗ, ngày mốt mình làm cái kia. Ủa sao nó không sửa được?
Đây có thằng đang làm việc của anh đó. Tôi không nghĩ là nên trồng thêm cái nhà này đâu. Cái kho mình ít quá à. Ngày mai là ngày băm gỗ nên buộc phải ăn gỗ. Có cái nào gỗ nhiều nhiều không? Món mới, món mới. Tục 7 rau, tục 7 sâu, tục 5 cá. Món này thấy tốn tài nguyên chứ không có hiệu quả gì mấy. Chết cụ rồi. Xài hết gỗ đi, rồi bữa nay mình farm lại. Ngày mai thì xe vẫn chưa lại đâu. Ngày mai cho nó ăn sâu được rồi. Bữa nay tập trung farm gỗ thôi. 36 30 30. Hai cái này tới 60 rồi trời ơi. 60 thì hôm nay farm đâu có đủ. Cho nó ăn món mới đi. Trừ ba gỗ. Cá với sâu ở đây lên. Nếu vậy thì cái này nó lại thiếu gỗ, không có gia cố được. Thiếu đúng một gỗ luôn trời. Thiếu với 15 gỗ. Chết tù tù rồi. Ai ngờ sửa cái nhà này nó tốn quá. Xây cái này sai lầm quá. Đây là vô quỷ luôn cái nhà này. Hy sinh. Trước sau nó cũng sập à. Hy sinh đi. Nãy cho nó ăn mượn sâu được rồi. Thậm chí cho nó nhìn đói luôn cũng được đó. Trời ơi, đau đớn quá. Cho xe tới luôn đi. Mai mình thay cái dàn nhân vật mới. Tuy hơi đau nhưng mà đành phải chịu thôi. Tiếp đi. Nói chung chưa sập cái nào hết.
Tại vì cái có thể sập thì mình đã dọn rồi. Đấy là sai lầm trong chiến lược và cái khâu tính toán của tôi thôi. Mình có thể thay đuổi mới vô luôn cũng được, không là giữ bọn cũ rồi đó. Bây giờ bắt một đứa đã, cái này đến trừ 3 chứ. Khi mà thời tiết có sương mù thì mấy hiệu ứng này trừ 3. Bắt này đi, có nên thay không ta? Tôi nghĩ là không nên thay đâu. Ủa, cái flash này miễn phí hả ta? Được ghi gon luôn hả? Trời ơi, bây giờ là phải kiếm đồ ăn, không có là chết đói hết. Bắt cá hay là bắt sâu đó? Ngày mai tiếp tục là hái rau. Hôm nay cho ăn rau, tầm gỗ với mà hái rau ngày mai. Chơi được vui luôn, không có gì phải sợ. Cá sắp giảm rồi, không phải tranh thủ 2 ngày bắt cá mới được. Hôm nay là hái rau nè, 23, 28, 23. Ngày mai mình sẽ xây nhà nhưng mà sửa chữa lại, gia cố lại. Thì vẫn cần gỗ thôi. Ngày mai nó đi rồi. Gỗ, ngày mai hai con nó đi rồi. Mai sẽ tới gì đó, tới luôn rồi. Bây giờ mình tuyển được 3 con mới luôn. Bây giờ trời nóng quá vậy, trời nóng đến mức này là nó thục hết chỉ số rồi. Tranh thủ bữa nay bắt cá mới được, ngày mai là hái rau. Bữa nay bắt cá, ngày mai hái rau.
15. 15. 15 luôn. Ba con này như nhau. Thằng này bắt cá. Này hay dao. Này xây thêm cái nhà. Tiết kiệm đồ ăn thì gì nữa rồi, không cần thêm gỗ đâu, mà nó có cái yêu cầu gì mới nè. 10 côn trùng nhưng mà tục 3 mod được, vài ngày nó đuổi được nó đi rồi nên không cần quan tâm cái mod này. Rồi sắp tới bão tới nữa rồi. Level 1 bảo level 2 thì tao phải gia cố ba căn nhà. Cầm gỗ đã. Cái nhà này sập thì cái nhà trên này sập không? Đồ ăn thì tôi nghĩ là chưa thiếu đâu nên sửa chữa đâu. Ngày mai là 1, 2, 3 cái sửa chữa luôn. Mai không cần gỗ, không cần metan. Cho nó uống dầu được rồi. Ngày mai là xe lại. Vậy là tụi này xong hôm nay là bỏ luôn. Rồi nay sửa nhà thôi. Mai cần gỗ nữa. Rồi, ba con này chốt luôn đi, khỏi đổi gì hết. Ba con chỉ số được ngon hết. Bây giờ mình được 4 hàng nè. Thì nhà này có thể vỡ nên sẽ gia cố cho nó. Không đủ mà gỗ rồi. Con thiệt rồi. Thiếu gỗ rồi. Thiếu gỗ rồi anh em ơi.
Sập mất tiêu cái nhà đó, hy vọng không sập cái nhà hết chứ anh. Tôi để coi thứ hai sập cái nhà giữa thì cái nhà trên nó có bị sập không. Ây da, không không, cái nhà trên không sập. Ra cái nhà này cũng chưa cần lắm. Ủa, gỗ thừa mình để vô đây được á? Rồi như farm gỗ thôi. Nhưng mà hôm nay là ngày đẹp trời, phải farm tài nguyên. Chết rồi, gỗ thừa không có bỏ vô kia được, đậm phí mấy chục gỗ không, ngày mai thì nó lại rồi, đậm phí biết nhiêu gỗ, bỏ cái auto rồi đi. Hôm nay thì cũng ngày xấu trời nên chủ yếu là sửa chữa thôi. Than hồi đó 23 20 22 25 luôn rồi. Mười chín, mười lăm, thằng này thì đi sửa đi. Ngày mai cho một đứa đi bắt cá. Cái đằng này vẫn còn nhiều lắm. Ngày mai xe nó lại luôn rồi. Thôi
thiếu một đứa rồi trời. Bảo tới nơi rồi. Bảo này bảo cấp 1 thôi. Không sao. Rồi mới bấm cái mất ba gỗ. Thiếu. Làm thiếu gỗ. Thiếu 60 gỗ nữa hả? Ngày mốt là bảo tới rồi. Là bảo đó, bảo cấp 1 à. Còn hai nhà cần sửa chữa. 25, 20, 30. Rồi ok. Trời ơi, bảo trong này nắng cực độ luôn. Còn lại 48 mà. 48 cũng còn nhiều lắm, lên cái nữa đây. Cái gì đây? 10 côn trùng tục 3 mod không sao. Để bữa nó đuổi nó đi rồi. Xe tới rồi. Một thằng đi rồi. Tiễn hai thằng nữa là đủ 4 thằng. 4 thằng thì có việc nhiều hơn. Chuyển được hai thằng trời mưa lớn thì nói cái này mà làm mai trời nắng thì có mưa đâu. Hai ngày nữa, bốn thằng đều hai ngày luôn. Mấy ngày nay nó không đi làm việc hả? À không, chưa qua buổi nhầm.
xây cái này cần thiết không đó? Thôi không cần thiết, xây tốn tiền bảo trì bảo dưỡng nữa. 5 con thì nó làm 1, 2, 3, 4, 5 ngon hơn. Nhưng mà xe còn lâu mới lợi, nên giờ chưa cần xây cái ngày vội, cho nó đi thu hoạch đó. Chết cụ rồi, bảo level 1 2 ngày luôn, nên ngày mai đâu buộc phải farm gỗ rồi. Sữa là 45 gỗ, tối thiểu 45 gỗ. Có 3 con được ăn rồi. Vẫn chống chịu được. Mình sẽ giữ lại mười mấy gỗ đi. Thôi, nhiều thôi. Khổ vãi. Bảo liên tục gì đâu mà chơi. Phải farm gỗ nè. Ngày mai sửa cái này với cái này. Sửa cái 40 thì mình xài được một lần. Ông tụi nó sắp chim cút hết rồi nè, không quan tâm đâu. Đối khác gì kệ bay. Chục phải không ta? Cái này xây ra cái 25 gỗ à. Mà để nó sập luôn á. Cái nhà này có 25 gỗ, ai lại đi gia công nó làm cái gì. Thôi sửa đi.
hết cổ rồi. Tài nguyên chủ yếu để phòng thủ thôi, gỗ là quan trọng nhất. Xe tới đó thì bốn đứa này cút hết luôn. Ngày đẹp trời, chúng ta sẽ tuyển người bạn mới. Thì đẩy nhanh tiến độ cho cái xe nó lại lần đó. Hôm nay trời đẹp thì nên khai thác đi. Tập trung vào việc farm gỗ vào ngày mai. Cùi lửa luôn. Hôm nay là ngày hái rau. Phạm gỗ tiếp, ngày mai chúng ta sẽ sửa nhà. Không ăn hết rồi, tiết kiệm lương thực. Bắt thằng thứ tư về mới được. Mười gì nữa, không biết còn 10 gì luôn. Mất 5 gỗ mà được tăng 10 gì đó. Chết tía nó rồi. Bảo cấp 1. Ủa xe chưa tới nữa hả ta? Xe mai mới tới. Cái này còn 10 rau luôn. Hai về phẩm gỗ. Mai phàm gỗ sửa nhà. Ngày mốt bảo vô nữa rồi. Cái chỗ quái gì mà bảo hoài luôn. Xong rồi tới cực nóng nữa chứ. Hai thằng đi, một thằng ở lại. Thuyển được bàn mới.
22, 20, 25, 20. Bốn mươi ngày nữa. Rồi cái này đang cám luôn rồi. Gỗ đâu nữa mà sửa. Vô phương luôn á. Hy sinh cái nhà này thôi. Hy sinh cái nhà đây. Ngày mai là thục gỗ, nhà vẫn có thể sập là mất 15. Kể tiếp đó. Tôi hy sinh luôn cái nhà gì quá. Xây cái nhà kho này tốn tiền mà sửa chữa quá. Thì ngày mai xe lại rồi, ngày mai đuổi ba thằng đi luôn. Bữa nay không băm gỗ được. Tài nguyên đi bắt sâu hả? Gì đây?
Ngày mai sửa khoảng 15 thôi. Ba nhà mỗi nhà 5. Ép cái xe nó tới luôn để đuổi thằng đi tiễn lại thằng mới. Thằng này xây được cái kho nè. Hay rau ngon đâu. Rồi ok. Giờ có cái lưới, để làm gì? Tan nhà nát cửa. Cầu vồng 2 ngày mưa nhỏ, ok. Thì bây giờ lửa cầm chừng cái đó thôi. Ba mươi sáu gỗ luôn, 44 gỗ luôn. Nhà đi bắt cá hả? Còn con này để làm cái gì vậy? Không đủ gỗ sửa gì hết. Hết việc cho nó làm luôn rồi. Bây giờ mình là dư 40 gỗ rồi thì đút hết vô cái đèn cơ. Mình có 70, 30 còn lại 40 vui. Xong chương 1 dân được cái lưới 34 ngày. Có cái gì nữa đây? Đây là một bản vẽ về cái gì đó, cái lưới chuối gì. Không thể mở được, phải dọn dẹp trong vòng này để mở cái đường ngầm xuống dưới, cái đường hầm nãy nuôi đang mong nãy. Đừng có bảo nữa nghe. Không, chỉ là tục chăm sóc thôi, còn lại ra ăn cá.
Thì ngày mai xe nó đến là ba thằng đi, một thằng ở lại. Mình được thăng 5 gỗ. Gỗ không cần. Một mod đi. Mình vô đây để làm gì đó? Nãy nó yêu cầu dọn căn phòng nào á. Ba mươi mốt, ba mươi mốt, ba mươi sáu. Nữa mình cũng còn nhiều lắm. Thì lên được 55. Cho một đứa đi lấy gỗ nữa. Này làm gì đó? Không, ngày mai của nó chim cút hết rồi. Ăn vừa đủ rồi. Đuổi ba thằng đi, giữ một thằng lại. Như con này đấy. Bảo nữa không? Giờ đâu sợ bảo nữa. Thì có một thằng nào mới nơi kiếp mình, thằng này tên là Gogo, thì chúng ta đã nhậu cùng với nhau lần trước rồi. Rồi nhớ rồi, thì cậu rất là giỏi về máy móc đúng không? Thì anh niên này là có thể là mang cái bản vẽ gì đó, cái bản thiết kế gì. Thì ông này tìm được bản thiết kế chắc là cái bản ngầm ở dưới đó, thì đương nhiên vậy thôi, biết luôn ba mẹ con này rồi. Nói gì nói lắm gì vậy? Thì thằng này nó đòi yêu cầu có côn trùng, cho nó côn trùng nó mới làm được đó. Rồi nó đòi nhiêu côn trùng? Sản lượng là 39 cá bản vẽ cộng 3, không hiểu lắm. Là sao thằng này nó đổi gì? Mình có thể bắt nó làm việc được đâu. Thì gỗ mình bây giờ đã 52 rồi.
nên sẽ gia cố một cái hầm này đó. Hôm nay chỉ có bắt cá thôi mà cá thấy không cần thiết cho lắm nên cứ sửa nhà đã. Thằng này nó ở đây luôn rồi. Bây giờ còn món này thì chưa biết nó là gì. Đây, thử món mới nha. Mất 30 tan. Đó, insert nè. Cộng 5 login này sao đó. Cái bản vẽ này để làm cái gì? Đây thì mới bắt đầu nâng cấp cây kỹ năng. Cái này là cộng 5 mọi thứ, lưới lớn. Còn cái này là gồm cái nhà kho. Cái này là sao ta? Thêm một chỗ trống vô một canavan nữa hả? Nên không ta? Tôi nghĩ là nâng cái này lên. Có 10 gỗ à. Học nâng cái này trước. Sau khi hoàn thành yêu cầu nhận cái này, cái điểm này sẽ tăng mấy cái này. Rồi 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 tăng rồi nó mới chỉ mi mai quen rồi, nó rất là ngon, đương nhiên là anh nấu mà. Giữ gỗ này. Gì đây? Một cách khác để sinh tồn. Keeper. Có một con thằng lằn hả? Bây giờ đem được con thằng lằn về đây á gì? Không phải thằng lằn, tôi là Salamander. Người dạng như là con kỳ nhóm á. Thì con này có thể bơi. Phải không? Để tôi giữ bật cái thùng dịch đây. Rồi. Thì thanh niên này cần phải lên giường để là chữa bệnh. Đây. Mình lại phải nuôi cơm một bằng nữa. Đừng có bảo nữa nghe. Chiều bão thì 2 ngày nữa là xe đến là vừa, 2 ngày nữa xe đến thì giữ được thằng này 3 ngày đi. Ủa giờ làm sao kiếm được bản vẽ nữa ta? Tôi vẫn chưa biết tới chủng cái lưới là gì. Bây giờ mình farm gỗ. Farm gỗ và bắp cải. Hôm nay là mấy ngày tới là mù hết. Có mày là mù hết. Cái con kỳ nhông bị bệnh rồi, vẫn chưa mở được cái dưới nữa.
Không, xây tầng 1 là bảo trì hụt máu mồm luôn á anh em ơi. Nếu mình phá cái nhà cá này thì sao ta? Bây giờ tôi phải xây một cái nhà cá nữa. Xây đây đi. Tí nữa mình đặt cái nhà kia lên, mình gỡ cái nhà cá bỏ. Con kỳ nhông này nó đòi ăn cái gì ta? Mình còn hai ba món chưa biết nó là cái gì nữa. Một cảm xúc trừ 7 cá, trừ 7 này, trừ 7 mà năm rau củ luôn. Ngày mai giữ đi, giữ gỗ đi, ngày mai sẽ ở đó. Chưa có bảo, vẫn chưa có bảo. Mai xe đến là ba thằng đi giữ thằng hết rồi. Cá rồi còn có ba à? À, do hôm qua mình ăn tầm 7. Ăn tầm 7 tầm 3 nên là hết. Ngày mai phải đi bắt côn trùng. Sao chữa trị cho thằng tắc kè được nè, vẫn chưa có bảo. Nay côn trùng cộng 5 lần, nay đi bắt côn trùng được nè. Wow, 4 thằng nè. Lugin cộng 4. Mấy cái này là sao ta? Trở nên hạnh phúc thì được login cộng 5, vậy chỉ cần cho nó đồ ăn. Thằng này dễ nuôi hơn.
5 điểm login nữa là mình mở được cái. Đây. Ủa? Đây đây đây, 41 côn trùng thì nó sẽ được cái đó. Tự tay nó lấy hay là ai lấy cũng được ta, hay là nó ăn. Thằng số 2 này vô dụng nè. Cho nó bị kéo dây câu này, tôi không biết cái dây câu là gì luôn. Ngày mai không cần gỗ. Này gì nữa đây, 10 côn trùng được 3 mod được. Ngày mai gió đi bắt côn trùng nữa, tại trong tay mình hai thằng cần côn trùng luôn, vẫn chưa có bảo. Đau quá là tôi nghĩ sợ nó bảo cấp 2 luôn á. Giao với gỗ hả? Giao đây. Còn 21 côn trùng, 30 côn trùng nữa. 30 côn trùng với 25 gỗ. Ok, đơn giản. Hai mươi ba, 22, 20, 25. Ủa thằng này đâu? Này sao nó ở đây mà không đi làm? Nó xì chết quá, đi uống nước hay gì đó. Nó xì chết quá, định công luôn. Rồi, ngày mai nó đủ login. Bảo gì ta, giờ bảo chắc là toàn á, tại mình chữ ít gỗ quá, chưa chưa bảo, hơi tốn gỗ tí thôi. Côn trùng, gao hay là cá? Cá đi, cá mình hơi ít. Thiếu 5 con côn trùng nữa với 25 gỗ rồi đúng. Gỗ thì hôm nay farm gỗ luôn.
Rồi, xong hết rồi đó. Ngày mai thì mai chắc xe tới rồi. Cho tụi nó chim khúc thôi. Gì đây, gì đây? Không có thép. Cá đang buồn. 51 ngày, gần 2 tháng nữa anh em ơi. Vẫn chưa có bảo. Thì mai 4 thằng nó đi luôn rồi. Mình chỉ tuyển là được 3 đứa thôi. À không, mình tuyển là được 4 đứa không mà. Thằng này buộc với bắt nè. Nhưng mà mình không có gao, cũng không có thép. Không có thép thì đành chịu thôi. Đây đây đây, mở được cái đó. Bây giờ coi từng thằng đã. Thằng này có là côn trùng để ăn là được. Gao, côn trùng, gao, ưu tiên gao trước. Còn 25 với 20 không ạ? Trừ 5 gỗ hả? Trừ 5 gỗ chả sao. Đây, chưa qua luôn game. Vừa đủ một cấp nữa. Lên nóc luôn. Giờ mình thấy đất trồng trọt. Sắp tới bảo rồi. Bảo này thì level 1 thôi, không quan tâm. Giờ mình xưng bá thiên hạ rồi. Giờ cái làng của mình đâu phải là dạng đối gách nữa. Level 1 thì sửa cái đầu rồi đâu. Cái thứ hai này cũng chả cần luôn. 33 luôn, 33 gỗ luôn. 31. Mình cần là này rồi, cần 30 dao nữa. 30 dao thì 42 con trùng rồi. Ok, dao 31.
nay vô ăn rau ngập mặt luôn. Ủa rau nãy cần nhiêu ta? Không, rau hơi bị dư rồi. Còn cái côn trùng, cần côn trùng nè. Côn trùng bữa nay -10. Để mai bắt côn trùng. Bây giờ mình còn con 3 với con 4. Nếu có cá thì sẽ không mấy chỉ số này. Mình sẽ cho nó ăn cá. Vì một trong hai thằng này đi bắt cá đi. Bắt nhiều cá hơn bắt cá đi. Này mai sửa cái này. Mai sửa cái này đi. Dư gỗ chả biết làm gì luôn. Quá ngon. 13 bản dẻ luôn. Cho nó ăn cá đã. Món mới, món mới. Đây là món mới. Trời ơi. Chữ 5 cỏ, chữ 5 côn trùng. Tôi sai rồi. Cộng 10 côn trùng ngày mai cũng được. Ngày mốt là bảo cấp 1 thôi, chả có vấn đề gì luôn. Ba thằng nó đi, mất cái bản vẽ rồi. Bốn mươi hai côn trùng mình còn giữ con này, vậy mình sẽ ưu tiên những thành côn trùng. Bắt này cá, cá ra đơn giản. Côn trùng này 31 thì dễ hơn, nhưng mà này chỉ số ngon hơn. Thực ra có thằng 45 này, thằng 43 đâu khác gì. Thằng này thì nó xây được nhiều luôn nè, nên phải ưu tiên thằng này là bắt buộc rồi đó. Rồi chốt được thằng này đi. Mình sẽ farm gỗ. Nâng cái này nữa, quên. Cái kho lương mình tăng được 10. In lock Taylor 2 cho cái nhà bếp và cái phòng nấm. Tăng một dự báo thời tiết. Tăng cái 2 cho cái hừng farm. Tập trung vào farm. Đất với mà gỗ. Tôi nghĩ là nâng cái mức gỗ lên đi. Này là quất luôn cái này đã. Quất luôn cái này có vẻ ngon á. Con này xây được nè. Thì nó sẽ cần tiêu tốn là 95 gỗ. Rồi ok, bắt đầu quá trình farm gỗ. 33. Đương nhiên con này quất gỗ rồi. Bảo cấp 1 hả? Bảo cấp 1 thì mình chỉ cần sửa cái đầu thôi, mai sửa. Vì hôm nay ráng farm luôn.
Nội này phế quá. Phế quá, vô ra đám kéo cần đi. Cá vào gỗ, cá vào côn trùng. Cái đó thì chỉ cần 2 ngày là xong rồi. Này cho tay măng cá nè, thì ngày mai chánh bảo ngày mốt farm côn trùng là đủ. Cái này thì mai bắt cá nhưng mà mai đây không có gỗ không được. Làm gỗ. Mai tiếp tục thăm gỗ. Mấy ngày gọi ở đây lâu mà. Ngày 42 côn trùng á, mai nó đi rồi. Phải tranh thủ vào. Hai mươi mốt, 12, 12 đi sửa đi. 15, 15. Ba thằng đi bắt côn trùng luôn á. Rồi chết rồi, ba thằng đi bắt đâu được. Mỗi lần đi thằng mang này nó đi rồi lỗi cái quét của nó rồi. Bỏ tay luôn. Cái này phải xây 2 ô không gì hết hả? Thì tôi phế cái phòng ngủ luôn á. Phế phòng ngủ này, bây giờ cái phòng ngủ đây luôn. Cá như gầu, mài cho nàng cá như gầu. Ông mai chưa đi, mai chưa đi. Vậy mai bắt côn trùng kịp không ta? Mai chưa đi, mốt có đi cũng vậy à? Bốn mươi lăm côn trùng là mỗi ngày mình bắt mười mấy con là phải bắt liên tục luôn. Đây hôm nay là một ngày đẹp trời, thì hai thằng nó đi. Ngày mai hai lần nữa đi.
Làm sao nâng cái nhà lên level 2 được. Ba mươi mốt, 26, 20. Còn lại là 34, thằng số 3, 22, 30, 20. Cá rồi, phải 21 con dùng nữa. 23 con trùng nữa, 22 con trùng nữa. Chín miếng lên 2 cấp luôn. Quật thử món mới lạ nè, trừ 3 mod, nói chung cộng lên rất nhiều hiệu ứng, nhưng mà ngày mai tôi nó chim cút hết rồi nên không sao hết. Mình cho xe đi chậm chậm thôi, xe đi nhanh quá thì khó quản lý lắm. Nay mình tuyển 4 thằng mới luôn, thì thằng này phải xây mỏ là phải lấy Lugin công 2 bỏ đi, 3 bỏ luôn, nó xây mỏ bỏ luôn, bây giờ đâu có lựa chọn nữa. Cái này khá là cùi nên không xài đâu. Giao tăng nhà bếp, tập trung vào trồng trọt, khai thác dầu. Khai thác dầu mình không cần tốn gỗ nhiều, nhưng mà thử cái nhánh trên nè, này có gì muốn nói đây. 5 cá, 5 côn trùng, 5 giao cá, giao côn trùng, gào. Thì hôm nay thời tiết ra sao ta, lấy đại gào đi. Hôm nay thời tiết chỉ còn gào thôi hả? Gỗ thì mình có nhiều rồi, 30 gào nữa. Vì thằng này đi thu hoạch gạo, cá côn trùng gì cũng cần nha. Ủa sao gỡ này không được. Có hai cái nhà mà sao gỡ không được cái đó.
Thằng đó đang ở nhà này nó không được. Sao nó không ở nhà này? Chuột này. Cái nhà này thì để trống hả? Ủa không có người luôn nè. Đâu mặc định là ba con, thêm cái nhà là bốn con chứ. Rồi cái thằng thương binh liệt sĩ kia đâu mới tiêu luôn rồi. Vậy còn thằng số 4 này cho nó làm cái gì vậy? Mấy cái nào nó cũng bèo bọt chứ. Không có tay nghề năng khiếu gì hết. Mai cho nó ăn côn trùng đó. Mai cho nó ra cảng biển này đi. Rồi, cho nó ăn đồ ăn lên. Món mới, món mới. Là món này nè. Quất. Nước cộng với tất cả luôn. Trừ 3 mod thôi. Tình trạng khá là tồi tệ. Hôm nay chừng 5 cá à. Không sao. Năm gào nữa, cá, côn trùng. Ưu tiên cá chứ côn trùng trước. Mười ba. 13 8 13. Từ từ lấy cái đá này. Thằng số 1 này là 19. 27 27 19. 30. Hai mươi bảy, 27 30. Cuộc hai bạn vẽ nữa. Cuộc luôn cái này. Này đây. Chừng 5 được. Lấy gỗ, mai phẩm gỗ. Mai phẩm maximum gỗ luôn. Ưu tiên gỗ trước. Nơi này thì nó đi hơi bốn thằng luôn rồi. Thằng này sẽ chết quá, nó nhà luôn rồi. Ôi vãi. Bốn thằng sợ chết quá, nó không nào lên dưới luôn rồi. Bốn thằng đi cũng trả cho luôn, lũ đạn đó. Ngày mai mod vẫn trừ nữa. Mình phải nấu món nào có mod cho nó ăn mới được. Ức chế nha. Một ngày không nào làm việc luôn. Món nào tăng mod thì giờ. Tăng mod thì giảm hiệu suất lao động.
tăng mod tăng côn trùng lên đây. Đây món này. Khốn nạn tụi bay không làm việc. Được cái ngày cộng 10 gỗ thì tụi nó không làm việc. Mấy ngày tới là tục mod dữ lắm. Phải bày khác vô luôn. Hết bữa nay ngày mai cho bữa nó chim cút hết luôn. Còn thằng nào chưa xong không? Thì ao xong rồi nè. Còn lại cá với mà 19 con trùng. Không lấy gỗ không được. Đéo cho ăn uống gì hết. Ui, cút. Đuổi hết luôn. Nắng đẹp này, nắng đẹp này. Mai bốn đứa chúng nó phê giật đi hết rồi. Mai mình sửa nhà. Cá dễ nè. Có cá vô bữa trưa là được. Thằng này thì nó có khiêu trồng trọt nè. Lấy 10 gỗ làm hành phân hay làm hành dầu hả? Hai thép thành cái bo là cái gì? Bo là gỗ à? Mà nó có ba à. Hai này phải đổi thằng á. Đi bỏ này đi. Bắt đầu thấy khó rồi nhỉ. Lugin bây giờ không còn nhiều như xưa nữa. Rau và cá rồi ok. Rau và cá. Sương mù nó làm việc hiệu quả hơn. Cả ba thằng luôn. Hết sạch gỗ luôn rồi. Này ra đây thứ ơi. Bắt được là 20 cái này. 15 7 5. Này gì đây? Đó, cái lưới bắt côn trùng. Mười sắt gia cố cái này luôn. Nhưng mà đang chặt gỗ thì không có làm được. Rồi đi câu thử coi. Tôi chả biết cái câu này nó dụng gì.
Bây giờ phải cho tụi nó ăn cái gì tăng mod mới được. 1 2 2 2 2 ngày mốt trời nắng này, gán bữa này chụp bữa nữa, xe đi chậm chậm thôi. Bảo tới, bảo tới, bảo liều hai chết cụ rồi. Bảo liều hai thì 1 2 3 3 nhà, 4 nhà. Bốn nhà phải gia cố, không gỡ được cái này là tại sao đó, phải xây cái dưới mới gỡ được cái trên đó vậy. Năm chục gỗ nè, bữa nay cái hiệu ứng công trùng gì không, gỗ người này không đủ đốt lò nữa, từ sắp phá sản rồi. Lửa thì cũng giữ nhiệt chưa đủ thôi, để cho nó đi chậm chậm thôi, đi nhanh quá là báo mình nữa. Bóc lột tụi này đó, hôm nay farm gỗ 27 30 35 vì mình xài được 30 gỗ. Còn lại một nhà, hai nhà. Lò trong bão mà mai chết đói hết. Bữa nay phải kiếm đồ ăn mới được, không có là tụi nó chết đói hết á. Mà ngày mai xe lại rồi, nghỉ tiết nó đói đi. Ba mươi chín cá không đủ nữa, trở nên happy là khó nè. 35 gao mà mai xe rước không đủ rồi, cá với gao không đủ, biết gì tập trung vô cá được rồi.
3, 4, 5, 6, 7 cái. Trời ơi, sửa 7 cái này mập mình luôn á. Trong lũ này không lấy được bản vẽ nào hết. Ôi, ôi. Toàn toát nhà cửa hết rồi. Hai tháng rồi, chuẩn bị nghỉ anh em ơi. Chúng ta đã sang một ngày mới. Hai thằng đi, hai thằng ở lại. À, cá vẫn còn ở lại, không sao. Bây giờ mình tiến hàng mới, ưu tiên cho login, cá login nè. Này vui bắp, nét đi. Nét luôn, nét luôn. Khi còn có gao á thì ngày mai mù thì nó được tác dụng tí. Thằng này thì nó xây được cái quán mà ba ẩm thực nè, ba gao nè. Này cũng được luôn. Này trở nên happy vậy. Hơi bị khó nha. Mà lấy gầu cho nó dễ. Ủa 4 thằng luôn hả? Nó đi hết 4 rồi. À mình có 6 cái nhà. Ngon. Bóc lột vô tận luôn. Sao không dơm ra được nữa ta? Má nhìn nó quan tàn quá nào. Bây giờ đi bắt cá ngay nữa là lên được 2 cấp nữa. Bây giờ 15 đá rồi. Lên được 3 cấp luôn nè. Phải đấy. Nhưng mà còn cái méo gì để tăng ở đâu? Dốc hết tài sản cho nó ăn luôn. Thử bữa rồi. Chuẩn bị nghỉ rồi.
mưa không à, ngày quỷ gì toàn mưa không à. Một nè, trở nên hạnh phúc rồi, ok kêu hạnh phúc, hạnh phúc giờ cuộc sống sung túc quá không muốn hả. Mười sáu, chín, mười một, mười một, mười một, mười một. Hết đất rồi sao xây nhà đó. Mới từ 3 mod luôn, thủ đạn đó, đang cần cái mod lên mấy ngày mưa nữa chứ, ngày mai có khi nó đình công luôn á. Chế ra mod mới nó trừ 3 mod, trời ơi. Không mưa à, chứ không có mây, mây nó mới trừ mod, vẫn còn cứu vớt được. Tụi nó qua mặt cam đó, nhìn nè, con này đéo đi làm luôn này, kệ cho nó nghỉ một bữa đây. Hai mươi bảy, ba mươi, ba mươi hai. Giờ chỉ có hạnh phúc thôi. Còn lại là 56. 2 cho nó mấy chim cút hết đi. Tuyển mơ khác được, bóc lột lại đuôi khác. Giờ hai con happy nữa. Xây một cái nhà máy dầu rồi được. 7, 45 cá. Cũng được.
Sâm ly đó là thằng nào nó nằm đâu ta? Thì mình phải tăng chỉ số mod cho thằng Sâm ly này. Rồi ok. Mấy ngày tới là có lấy đồ ăn thôi. Trước ngày mai mù được hai mod này phải nâng mod lên. Nâng mod lên thì cần với thực phẩm. 29, 12, 18, 32. Này không hái rau là mai khỏi hái luôn á. Mấy ngày tới là không ngày nào có rau bọng gì luôn. Cái lò này lên được level 2 đó. Giờ phải tăng mod mới được. Nói chung do nó ăn nhiều phải lên mod thôi. Xe đi từ từ thôi nha. Bảo 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 liều M1 mà không sao. Thủ phủ của chúng ta đã dồn hết bên kia này. Mod cũng 4 không suy nghĩ. Nó xanh nó chưa. Rồi ngày mai bữa nay ăn mai ăn cái bữa nữa là nó xanh cỏ luôn. Hết chỗ xây rồi sao vậy? Tan cá 25 cá với metan nữa. Mỗi cộng 5 mà thôi chứ ta.
2 và hầm 6, hầm nào đào mỏ được. Mở hết cái bảng này luôn rồi mà nó chưa ra mới đâu. Bây giờ mình nhiều cá, cái món nào cá ở đây. Chết rồi, hết bỏ rồi. Không thể tăng mod nữa nó được rồi. Thằng này làm sao cho nó khỏe mạnh lên, cho nó vui lên. Nó mặt nạ xanh này nè. Qua cơn bão này nữa thì chúng ta nghỉ xong 9 ngày rồi. Chỗ gì bão lầm bão lốn. Ngâm sắc nữa, hạnh phúc nhưng mà xây cái mỏ dầu. Nó lại cho cái gì không cho, nó đi cho cá. Nếu như không làm việc ngày thì nó có lên thương không ta? Nó có tươi lên không? Giờ ép cho nó làm việc quá. Năm sáu rồi, bốn một hai thiếu côn trùng quá à. Tôi nghĩ là hôm nay nghỉ tại đây thôi. Vì con game chơi cũng khá là thư giãn thoải mái. Ngày sắp chín rồi nên tôi lưu lại. Game chơi cũng được, hay. Giờ quản lý ngọn hai đăng nha. Rồi, bye bye anh em.